Xin chào tất cả các em. Thì trước tiên thầy sẽ giới thiệu sơ qua cái chương trình của môn tin học lớp 7 ở học kỳ 1 để chúng ta nắm. Thì chương trình học ở học kỳ 1 chúng ta đã gồm có những cái nội dung cơ bản như sau. Cái thứ nhất đó là cái chương trình bản tính là gì, và cái thứ hai đó là cách sắp xếp các cái dữ liệu trong cái bản tính. Và sau đó là chúng ta sẽ thực hành sử dụng các cái hàm ở trên Excel để chúng ta tính toán trong cái bản tính. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên, đó là chương trình bản tính là gì. Rồi, đối với bài này thì chúng ta cần phải nắm được những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là ưu điểm của chương trình bản tính. Cái thứ hai là các đối tượng chính của màn hình Excel. Cái thứ ba là địa chỉ ô tính. Thứ tư đó là nhập dữ liệu vào trang tính. Ở đây thầy lưu ý chúng ta hai cái nội dung, đó là địa chỉ của ô tính và nhập dữ liệu vào trang tính. Tại vì khác với phần Word thì đối với phần bản tính này thì chúng ta sẽ quản lý dữ liệu của chúng ta bằng ô tính. Mỗi một ô tính thì nó sẽ chứa một cái dữ liệu riêng, chứ nó không phải giống như là một cái văn bản như bên Word. Thì chúng ta sang cái phần tiếp theo, ví dụ về cái bản tính. Ở đây chúng ta có bảng điểm lớp 7A, là trong này có môn toán, môn vật lý, ngữ văn và tin học. Như vậy với cái bảng điểm trên đây thì em phải làm gì để biết được cái điểm trung bình của mỗi bạn trong lớp và điểm trung bình của cả lớp của mỗi cột? Để ra biết điểm trung bình thì điểm trung bình nó phải hiện ra đây, đúng chưa nào? Rồi cái vấn đề đặt ra thứ hai là giả sử điểm của một số bạn gõ sai thì ta phải làm như thế nào? Ví dụ ở đây không phải là điểm 10 mà là điểm 9, thì khi đó thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta sửa sai lại? Rồi làm thế nào? Thứ ba đó là làm thế nào để sắp xếp danh sách theo điểm trung bình từ cao đến thấp của các bạn trong lớp? Nghĩa là thường ở trong lớp thì cuối năm thì người ta sẽ dựa vào cái điểm trung bình này để mà xếp hạng từ cao đến thấp cho các bạn có điểm trung bình từ cao đến thấp. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta làm được những cái điều đó? Thì đối với cái chương trình bản tính sẽ có những công cụ giúp em thực hiện những cái việc đó dễ dàng. Rồi, và nội dung bài thì chúng ta có ba cái nội dung lớn, đó là bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng. Cái thứ hai là màn hình làm việc của Excel. Cái thứ ba là nhập dữ liệu vào trang tính. Và chúng ta đi vào cái nội dung thứ nhất, đó là bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng. Này, trong thực tế, nhiều thông tin trình bày dưới dạng bảng dễ dàng cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp và tính toán. Rồi các em sẽ theo dõi một số ví dụ sau. Ở đây là cái bảng điểm. Bây giờ tới đây là gì? Tính điểm trung bình của một bạn nào đó dựa vào các môn và các cái hệ số. Vậy bảng này là theo dõi kết quả học tập. Như vậy đây, để tính được cái điểm trung bình từng môn này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Như ví dụ thường kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút thì hệ số 1. Kiểm tra một tiết thì nó là hệ số 2. Còn kiểm tra học kỳ thì nó là hệ số 3. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã chuyển sang là không còn kiểm tra một tiết, mà chúng ta đã sẽ kiểm tra là giữa kỳ và kiểm tra định kỳ rồi. Thì lúc đó cách tính điểm sẽ như thế nào? Điểm ở môn được tính như thế nào? Rồi, đây là gì? Bảng theo dõi chi tiêu của gia đình. Vậy đây hóa đơn tiền điện nè, hóa đơn tiền nước, rồi vệ sinh phí, cước điện thoại, vân vân. Rồi dựa vào cái bảng này để mà có thể tiết kiệm chi tiêu
ở cái phản chi nào. Vậy thì chúng ta nhìn ở đây, hóa đơn tiền điện thì chúng ta thấy nó có thể thay đổi nè, từng tháng nó thay đổi khác nhau, thì lúc này tiền điện này chúng ta có thể sử dụng tiết kiệm được. Tiếp theo là cái tiền nước cũng vậy, là 3 tháng thì cái giá trị nó khác nhau, thì chúng ta cũng có thể là tiết kiệm cái nội dung này được. Phí vệ sinh thì cái này là nó cố định nha, hàng tháng thì nó là cố định thì chúng ta không thể tiết kiệm. Cước điện thoại thì ở đây chúng ta thấy mỗi tháng thì nó lại có giá trị khác nhau nữa, thì cái này chúng ta có thể điều chỉnh để chúng ta tiết kiệm lại để giảm cái chi tiêu cho gia đình. Tiền internet thì 200 ngàn một tháng, thì cái này giống như thuê bao gói của chúng ta đã cố định thì chúng ta cũng không tiết kiệm được. Và tiếp theo là xăng, tiền xăng thì chúng ta thấy 2 tháng thì nó có cái sự thay đổi, nên chỗ này chúng ta cũng có thể tiết kiệm cái chi tiêu ở cái khoản này. Nghĩa là dựa vào một cái bảng tính, nếu không có bảng tính này thì chúng ta không thể so sánh được những cái nào là giá trị cố định còn cái nào là thay đổi để chúng ta có thể tiết kiệm được. Nhưng mà có bảng tính này thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra các cái mục chi mà chúng ta có thể tiết kiệm được. Rồi, đây, thống kê tình hình sử dụng đất ở xã Xuân Phương. Như vậy thì đây, khi người ta có một cái loại bảng tính, thì lúc này người ta sẽ dùng cái minh họa số liệu bằng cái biểu đồ. Ví dụ màu vàng thì đó là đất lâm nghiệp, rồi màu cam là đất nông nghiệp, màu xanh là đất ở, rồi xanh lục là đất trồng bỏ hoang, rồi màu xám là đất công nghiệp. Vậy thì chúng ta dựa vào đây thì chúng ta nhìn lên cái bảng này, nhìn trên cái bảng theo dõi này thì lúc đó người ta sẽ dựa vào đó để người ta vẽ thành một cái biểu biểu đồ, nghĩa là từ cái dữ liệu bên cái bảng tính này và ta sẽ liên hệ với cái biểu đồ, thì tự nó sẽ ra cái biểu đồ cho chúng ta. Thì khi nhìn lên cái biểu đồ này và kèm theo chú thích này thì chúng ta sẽ biết được là cái loại đất nào là cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Đó là ba cái loại bảng tính mà chúng ta thường thường gặp nhất. Rồi, bây giờ lợi ích của việc trình bày dữ liệu bằng bảng tính. Rồi, ngay chỗ này chúng ta nắm thôi, mà hồi chỗ nào ghi thì thầy sẽ nói cho chúng ta ghi nha. Lợi ích thứ nhất là cô đọng và dễ so sánh. Thứ hai là thực hiện các cái tính toán nó dễ dễ dàng. Và thứ ba là dễ dàng minh họa số liệu bằng biểu đồ. Đó là nãy giờ giống dựa qua ba cái bảng thì chúng ta có là ba cái lợi ích như thế. Và như vậy từ đây mới vấn đề đặt ra, đó là chương trình bảng tính là gì. Thì đây, nội dung này là chúng ta ghi cho thầy. Ở đây, chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán từ đơn giản đến phức tạp, cũng như là xây dựng các cái biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các cái số liệu trong bảng. Và các em có thể ghi cái nội dung này vào. Còn nếu ghi không kịp thì nữa sau này thì sẽ gửi cái nội dung ghi bài lên cho giáo viên chủ nhiệm, và giáo viên chủ nhiệm gửi qua Zalo cho các em. Thầy nhắc lại, chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các cái tính toán từ đơn giản đến phức tạp, cũng như xây dựng các cái biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các cái số liệu trong bảng. Đây, đó là xong với phần số 1. Giờ chúng ta sang phần số 2 là màn hình làm việc của Excel. Phần này là vẫn bắt đầu quan trọng ở đây. Màn hình làm việc của Excel thì nó có nhiều cái loại màn hình, tùy theo
Office mà chúng ta sẽ có Excel 2003 hoặc là Excel 2010. Nhưng mà thường bây giờ là ta sử dụng là Excel 2010 thì nó rất tiện lợi. Excel là chương trình bảng tính phổ biến nhất hiện hiện nay. Có nhiều bảng tính nhưng mà Excel là cái chương trình bảng tính phổ biến nhất hiện nay. Tương tự như các cái chương trình khác. Em hãy nêu cách khởi động Excel, có nghĩa là giống như bây giờ chúng ta có soạn thảo văn bản thì chúng ta khởi động Word. Word có nghĩa là ký hiệu của nó biểu tượng là chữ chữ V kép. Đúng không? Còn ở đây Excel thì cái biểu tượng của nó sẽ là chữ chữ E. Thì chúng ta cũng là gì? Double vào cái chữ biểu tượng chữ E đó. Hoặc là chúng ta lít chuột phải rồi sau đó chúng ta chọn Open. Đó là cách khởi động Excel. Khi chúng ta khởi động Excel xong thì cái màn hình Excel nó sẽ hiện ra như thế này. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái thanh ở trên cái màn hình Excel này. Thứ nhất đó là tên của các dãy lệnh, đó là Home và Page Layout, ta gọi là tên các dãy lệnh này. Nữa tới thực hành thì chúng ta làm riết là chúng ta quen. Còn bây giờ đầu tiên thì chúng ta nắm Home và Page Layout là tên các dãy lệnh. Tiếp theo là hai cái dãy lệnh hỗ trợ tính toán, đó là Formulas và Data. Đó là hai dãy lệnh hỗ trợ tính toán. Rồi, tiếp theo là bảng chọn file. Thì file này thì cũng giống như là ở trong Word. Thì chúng ta click vào đây thì sẽ có là in văn bản, hay là ở đây thì chúng ta in bản tính, hoặc là chúng ta lưu lại cái bản tính cũng như là lưu lại cái văn bản của chúng ta ở trong cái bảng chọn file này. Rồi, tiếp theo là dãy lệnh Home. Dãy lệnh Home thì khi chúng ta click vào nút Home thì lúc này nó sẽ hiện ra một cái thanh dãy lệnh như thế này cho chúng ta. Nghĩa là trong Excel 2010 này thì nó đưa ra ngoài cho chúng ta các cái ký hiệu là người ta sẽ đưa trên cái thanh này. Rồi tiếp theo là cái vùng trắng có ô như thế này, gọi là trang trang tính. Rồi, tên trang tính có nghĩa là trong một bảng tính thì nó có nhiều cái trang tính khác nhau. Ở đây ta gọi là sheet 1, sheet 2, dài dài. Chúng ta có thể thêm bằng cách là chúng ta click vào đây để chúng ta thêm. Ví dụ trong một khối của trường chúng ta là khối 7, chúng ta 10 lớp. Thì để tính toán cái bảng điểm thì mỗi một lớp chúng ta sẽ đưa lên một cái trang tính khác nhau. Thì chúng ta có thể đưa đây là thêm 5 sheet nữa thì chúng ta sẽ có được là từ 7A1 đến 7A10. Đây, chúng ta click vào dấu cộng này thì nó sẽ thêm vào. Rồi, tiếp theo là thanh trạng thái. Tên hàng. Tên hàng nghĩa là 1, 2, 3, 4 là tên hàng. Tiếp theo là tên tên cột, nghĩa là cột A, cột B, cột C, cột D. Cái này là hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. À, giống như hồi nãy thầy nói là dữ liệu của chúng ta được quản lý bằng ô. Rồi, trên đây là thanh công thức. Rồi, đó là màn hình làm việc của Excel và một số thành phần chính. Rồi, chúng ta ghi vào cái này cho thầy. Một số thành phần chính. Thứ nhất là bảng chọn file, tên các dãy lệnh formulas và data, thanh công thức, trang tính, tên hàng, tên cột, tên trang tính, thanh trạng thái. Nãy chúng ta thấy nhiều nhưng mà chúng ta ghi những cái cơ bản lại như thế này cho thầy. Rồi. Tiếp theo quay trở lại cái trang tính. Chúng ta nhìn vào đây.
Ở đây thì chỉ chúng ta luôn là để quản lý dữ liệu bằng ô. Trên thanh công thức người ta đánh 5 bằng 5 cộng 4. 5 cộng 4 nghĩa là bằng 9. Nó ra kết quả ở đây. Vậy chúng ta nhìn thấy con số 9 này là nó nằm ngay cái cột C. Đúng chưa? Và ngay dòng thứ 5. Nên chúng ta nhìn ở trên thanh này thì chúng ta thấy chỗ này là ta hiện ra là C5. Thì có nghĩa là lúc này số 9 của chúng ta nằm trong ô dữ liệu đó là C5. Để sau này khi tính toán thì chúng ta có thể đánh ở C5 nhân cho 2 thì nó sẽ ra là bằng 18. Nên nói trước để chúng ta nắm như thế thôi. Còn khi thực hành thì sẽ hướng dẫn cụ thể. Rồi, trình bày về trang tính. Trang tính được chia thành các hàng và các cột là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng là ô tính, còn gọi tắt là ô, và dùng là để chứa giữ dữ liệu, giống như chỗ số 9 hồi nãy nói đó, là vùng giao nhau giữa một cột và một hàng thì nó gọi là ô tính, giống như nãy là cột C và hàng là hàng thứ 5. Ở đây là nó hiện là C5. Rồi thì nhắc lại, trang tính được chia thành các hàng và các cột là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng là ô tính, còn gọi tắt là ô, dùng để chứa giữ dữ liệu. Rồi, tên cột là gì? Tên cột là ký hiệu chữ cái trên đầu mỗi cột. Giống như nãy thầy nói là cột A, cột B, cột C, cột D, vân vân. Này chúng ta không cần phải ghi. Rồi, tên hàng là hạng thứ nhất, hàng thứ hai và hàng thứ ba, vân vân. Rồi, địa chỉ còn gọi là tên của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nó nằm ở trên đó. Ở đây ví dụ là chúng ta có là C3, A5, B8. Nghĩa là C3 có nghĩa là cột C và hàng thứ 3. A5 nghĩa là gì? A5 có nghĩa là cột A và hàng thứ 5. Còn B8 thì nó là gì? Là cột B và cái hàng thứ 8. Đó là về tên cột, tên hàng và cái địa chỉ của ô tính. Đây là cột C và đây là dòng thứ 5. Nó là C5. Rồi, đây là ô C5. Rồi, có nghĩa là lúc này chúng ta phải nắm được ở dữ liệu của chúng ta là đang nằm ở ô C5. Rồi, nhắc lại thanh công thức. Hãy trình bày về thanh công thức. Rồi, về thanh công thức là gì? Thanh công thức là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập và hiển thị dữ liệu hoặc cái công thức trong cái ô tính đó. Là công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong cái ô tính. Đó là thanh công thức. Rồi, hãy trình bày về giải lệnh. Hai giải lệnh formulas và data là gồm các lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lý dữ liệu. Này chúng ta nắm là ghi là chúng ta ghi không nổi đâu nha. Nói giới thiệu như thế để chúng ta nắm.
Rồi, để nạp nhập dữ liệu vào ô tính thì chúng ta sẽ làm cái gì? Như vậy, đầu tiên để nhập dữ liệu vào ô tính thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải chọn một ô để xem cái dữ liệu chúng ta nằm ở trong ô nào, thì chúng ta sẽ lít con chuột vào ngay cái ô đó. Thì lúc đó dữ liệu chúng ta sẽ được nhập vào ngay cái ô mà chuột chúng ta đã lít. Rồi, sau đó là chúng ta nhập dữ liệu vào. Đó là lúc này chúng ta đánh bình thường nha, gõ giống như là gõ văn bản vào ô từ bàn phím, sau đó thì chúng ta enter là xong. Nghĩa là lúc này dữ liệu của chúng ta đã được nhập vào trong cái trang trang tính, và đây là bảng bảng tính. Và để sửa dữ liệu trong trang tính thì chúng ta làm gì? Giờ bây giờ lớp 7A rồi, giờ muốn sửa là lớp 7D thì chúng ta cần phải làm gì? Thì việc đầu tiên chúng ta cũng phải làm đó là nhấp nháy đúp chuột vào cái ô cần sửa dữ liệu. Thì lúc đó con chỏ màu đen đứng như thế này sẽ hiện ra. Và chúng ta muốn sửa chỗ nào thì chúng ta di chuyển con chỏ đến vị trí đó và chúng ta xóa, và chúng ta sẽ đánh lại cái dữ liệu mới. Đây, khi di chuyển chỗ ở đây chúng ta xóa chữ A thì chúng ta điền vào chữ D. Rồi thì dữ liệu chúng ta sẽ được sửa, và lúc đó chúng ta sẽ nhấn Enter. Rồi, nhập dữ liệu vào trang tính, nhập và sửa dữ liệu, nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu thì ba bước là chọn một ô, nhập dữ liệu vào và nhấn Enter. Để chúng ta ghi ngắn gọn thôi. Sửa dữ liệu thì nháy đúp chuột vào ô đó, thực hiện các thao tác sửa rồi nhấn Enter. Và đây lưu ý một điều, đó là dữ liệu là thông tin được nhập vào và lưu trữ trong các cái ô tính. Đó nha, nhập dữ liệu thì nó khác với sửa dữ liệu ở chỗ đó là gì? Nhập dữ liệu thì chúng ta chọn một ô và sau đó chúng ta gõ dữ liệu vào. Còn muốn sửa dữ liệu thì nháy đúp chuột. Còn nếu không thì khi chúng ta nháy chuột vào ngay cái ô cần sửa dữ liệu thì lúc đó trên thanh công thức nó cũng hiện ra cái dữ liệu của chúng ta trên đó, và lúc đó chúng ta lít chuột vào đó chúng ta sửa trên đó vẫn được. Nhưng không nhất thiết là sửa trực tiếp vào ô. Rồi, di chuyển trang tính. Di chuyển trên trang tính em làm gì? Thì chúng ta cũng sử dụng các phím mũi tên ở trên bàn phím, sử dụng chuột và các cái thanh cuốn dọc và các thanh cuốn ngang, cũng giống như Word là chúng ta bên đây có thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang nằm ở dưới, và các cái phím mũi tên thì nằm trên bàn phím. Gõ chữ trên trang tính. Thì để gõ chữ trên trang tính thì cũng giống như là chúng ta soạn thảo văn bản. Đầu tiên là chúng ta phải có là chữ Việt tương tự như soạn thảo văn bản Word, là cần có chương trình gõ chữ Việt. Rồi cần cái phông chữ Việt được cài sẵn trên máy tính. Ở đây thường chúng ta có hai kiểu gõ, đó là kiểu gõ Tablet và kiểu gõ Vini. Là Vini là chúng ta dùng số, còn Tablet là chúng ta chỉ dùng chữ thôi. Rồi, qua đây thì có một số các câu hỏi cho chúng ta. Ở đây, đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng? Như ở đây, trình bày văn bản bằng bảng tính á, thì đây là gì? Thực hiện nhu cầu tính toán là xài bảng tính à, vẽ biểu đồ nãy chúng ta cũng bảng tính à, thông tin được trình bày cô đọng dễ hiểu so sánh thì nó cũng là thuộc dòng bảng tính. Vậy đây đáp án đúng đó là nhu cầu chỉnh sửa trang trí văn bản. Rồi, đúng chưa? Vậy đây đáp án là đáp án B. Rồi, một trang tính trong chương trình bảng tính như thế nào? Gồm các cột và các hàng, có không nè? Có. Là miền làm việc chính của bảng tính,
cũng có là thành phần của bản tính. Như vậy thì đây cả ba cái phương án này. Rồi. Đó là cả ba phương án. Rồi, như vậy thì vừa qua thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cái bài số 1 để chúng ta nghiên cứu và để sau này chúng ta sẽ thực hành. Xem trước nội dung bài tiếp theo là bài thực hành, thì cái này là chúng ta sẽ khi không có học trực tiếp thì chúng ta không thể thực hành được, mà về chúng ta sẽ coi tiếp cho thầy là cái bài số 2 là các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. À, bài số 2 nha các em, chứ bài thực hành là chúng ta không thực hành được. Mà em về coi cái bài số 2, đó là các thành phần chính và dữ liệu trên cái trang tính. Rồi, chúc các em học tốt. Chào tất cả các em.